Minh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn khán thính giả thân yêu của kênh Audio Chuyện Hay. Quý vị và các bạn thân mến, Minh Ngọc rất vui được quay trở lại chương trình đọc truyện hôm nay với một truyện ngắn vô cùng hấp dẫn. Truyện kể về một cô gái có cuộc sống như mơ bên một người chồng yêu thương cô hết mực. Nhưng rồi đến một ngày, cuộc hôn nhân của cô bị đẩy đến bên bờ vực thẳm khi một người vốn được cô hết lòng yêu thương và giúp đỡ gửi cho cô một tập ảnh, mà trong những tấm ảnh đó, bộ mặt của kẻ phản bội bất ngờ lộ diện. Các bạn thân mến, phía trước của chúng ta là những tình tiết vô cùng hấp dẫn. Các bạn nhớ ủng hộ tác giả MC Minh Ngọc và ekip của chương trình bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh truyện các bạn nhé. Mỗi lời bình luận của các bạn luôn là nguồn động viên rất lớn cho chương trình. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Loại người không biết giữ chồng như chị còn đến đây gặp tôi làm gì? Mọi người có tin được không? Đây là câu nói mà người giúp việc nhà tôi đã nói với tôi sau khi tôi kêu mang cô ta suốt nửa năm trời. Chỉ vì dễ tin người mà cuộc sống hôn nhân của tôi đứng trước bờ vực thảm họa. Người chồng yêu thương tôi, chúng tôi đã cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ. Thế mà lại lừa dối, gian díu với người làm trong nhà chỉ bằng tuổi em gái của anh. Thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi không biết tôi đã sai ở đâu, bắt đầu từ lúc nào mà tôi lại bị chính người làm của mình qua mặt như thế. Giới thiệu một chút về bản thân. Tôi tên là My. Hiện tại tôi 28 tuổi. Tôi lớn lên trong gia đình khá là sung túc, có ba mẹ yêu thương. Đã thế, tôi còn có một người chồng là bạn thanh mai trúc mã của tôi từ bé. Cuộc sống của tôi ở tuổi 28 gần như có thể nói là hoàn hảo. Nền tảng tốt, có chồng yêu thương, được sống theo ý mình. Có lẽ ở kiếp trước tôi đã góp không ít công đức để được như thế này. Chính tôi cũng cảm thấy mình may mắn và tôi biết ơn điều đó. Thế mà hiện tại chỉ vì lòng tin người mà sự yên bình của cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại. Ngược thời gian về 6 tháng trước, tôi đang đến chỗ spa quen làm đẹp định kỳ vì là khách VIP của tiệm. Vừa bước xuống xe hơi là đã có nhân viên ra mở cửa và mời tôi vào. Các cô nàng nhân viên thấy tôi là niềm nở, đon đả nói chuyện. Chị My đến chăm sóc da đấy ạ. Tháng trước chị tiêm căng bóng da, trộm vía, da đã khỏe ra nhìn thích quá. Hôm nay chị đến tụi em bảo hành và dưỡng da lại nhé. Tôi đã quá quen với các cô gái ở tiệm spa này nên vui vẻ cười nói chuyện với các cô nàng. Trộm vía, tháng trước các em làm cho chị xong thì da chị ổn hẳn, không còn bị khô da và sần sùi nữa. Anh Long nhà chị bảo chị làm gì mà da đẹp thế. Chồng chị còn bảo vợ anh làm đẹp thế này thì bao nhiêu tiền mỹ phẩm, spa anh đều chi hết. Ôi, chồng chị chiều vợ quá. Nhất chị My rồi, chả như số em. Mua có một cây son thôi mà bạn trai em đã mặt lớn mặt nhỏ, bảo em phung phí tiền bạc. Một cô nàng than thở với tôi. Thật lòng mà nói, tính ra số tôi cũng rất sướng. Nhiều người nhìn tôi cũng cảm thấy như thế. Tôi sinh ra trong gia đình, bố mẹ là viên chức nhà nước, rất có học thức. Bố tôi là người Nam, còn mẹ tôi là gái Hà Nội chuẩn gốc. Tôi sinh ra trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, kể cả sau này khi đã cưới chồng, chồng tôi cũng là thanh mai trúc mã, đã lớn lên với tôi từ bé. Từ lúc lọt lòng đến giờ, cuộc đời của tôi bằng phẳng và dường như chưa phải gặp chuyện gì bất trắc xảy ra. Ôi chị My, chị đến rồi à? Một giọng nói quen thuộc cất lên, đó là Hằng, chủ của cửa tiệm spa này. Đồng thời cũng là một đứa em chơi chung trong nhóm của tôi. Hằng cười tít mắt khi thấy tôi. Cô nàng xách trên tay một chiếc túi Ladio màu navy phối cùng chiếc váy sơ mi trắng liền thân thanh nhã, sang trọng. Em đợi chị từ sáng giờ đấy,
Chả mấy khi anh Long chịu để chị đi ra ngoài một mình như thế này. Này, vào đây, em đã chuẩn bị phòng riêng sẵn cho chị rồi đây. Bé kỹ thuật viên em cũng chuẩn bị riêng dành cho chị, làm mát tay lắm chị ạ. Lần nào đến đây, tôi đều được Hằng chuẩn bị tiếp đón rất ưng ý. Việc của tôi chỉ cần là nằm đấy và thư giãn. Còn lại đều là Hằng và các cô kỹ thuật viên phục vụ từ đầu đến chân. 4 tiếng làm đẹp trôi qua, nhanh không nhanh mà cũng không hề ngắn. Lần này, Hằng chuẩn bị cho tôi một buổi trẻ hóa da và tắm trắng kết hợp với massage toàn bộ cơ thể. Sau đó là chúng tôi ra ngoài phòng thưởng trà và nói chuyện phiếm. Hai chị em đang nói chuyện riêng thì tôi nghe tiếng xào xáo ở bên ngoài. Trời ơi, lọ mỹ phẩm cả mấy triệu bạc, em làm rơi vỡ không còn cái gì cả. Mới làm có mấy ngày mà em đã làm hỏng từ thứ này đến thứ khác. Em còn muốn làm không vậy hả Linh? Đến tai chị Hằng ấy là em không còn lực làm ở nữa đâu đấy, Linh ạ. À, chị Nhi ơi, em xin lỗi chị, em sơ ý. Em không cố tình làm rơi đâu ạ. Chị cho em thêm cơ hội được không chị? Ban đầu, tôi không tính xen vào chuyện riêng của cửa hàng Hằng làm gì. Nhưng giọng cô bé đang khóc lóc kia rất đáng thương. Tôi hỏi Hằng ra ngoài xem có chuyện gì thế. Chị em tôi kẻ trước người sau, đi ra phía trước xem chuyện là như thế nào. Hằng hắng giọng lên tiếng trước. Này, cái gì mà ồn ào thế? Mấy cô có xem chị ra cái gì không hả? Lúc này tôi mới kịp nhìn xung quanh xem mọi chuyện như thế nào. Phía trước tôi là quản lý chi nhánh này của tiệm spa nhà Hằng. Kế bên cô ấy là một cô nàng người trông nhỏ thó. Mặt mũi cô nàng cúi gằm xuống khóc thút thít. Nhìn thấy tôi và Hằng, quản lý vội nói. Em xin lỗi chị My, chị Hằng ạ. Do nhân viên mới tới vụng về quá, suốt một tuần nay hết bị khách phàn nàn, rồi lại tới đổ chai đổ lọ này kia, em đau đầu hết sức. Nói tới cạn lời mà con bé vẫn chưa thay đổi, nên đâm ra hơi cáu mà to tiếng ạ. Em xin lỗi chị ạ, em không cố ý đâu chị ơi. Cô gái lý nhí nói, nom trông rất đáng thương. Tôi thấy cô ta khóc như vậy cũng không nỡ, vì đều là phận đàn bà, con gái với nhau. Tôi bèn nhìn Hằng, ra ý hỏa hoãn. Thôi được rồi, mấy lần trước thì không tính. Lần này con bé làm đổ lọ tinh chất serum này, để nó chịu 20% giá sản phẩm đi, còn lại ghi sổ cho chị nhá. Hằng nói, em tên gì? Sinh năm bao nhiêu thế em? Tôi hỏi thêm, dạ em sinh năm 2003, em tên là Linh ạ. Cô bé nói với giọng ấp úng. Hồi còn trẻ quá mà đã làm thế này rồi. Tôi cảm thán. Chị tên My là bạn của chị Hằng, chủ spa ở đây. Khi mới bắt đầu công việc, em đừng có hấp tấp vội vã quá nhá. Lỡ sôi hỏng bỏng không, lại không xong chuyện. Cứ từ từ quan sát các chị nhân viên cũ mà làm. Mình còn mới thì cứ nghe theo người ta chỉ bảo, tránh làm cho mọi người phiền vì rắc rối của mình gây ra em ạ. Nhìn lọ serum này tuy chị không biết giá cụ thể, nhưng mà Hằng cũng có nói với chị về tiền nhập những loại này. Đều là đồ đắt tiền, 10 mấy 20 triệu cả em ạ. Những nơi khác ấy, họ đã bắt em đền cả lọ, trừ thẳng vào lương rồi đấy. Lần sau chú ý hơn em nha. Tôi nói đôi lời, coi như là hòa hoãn lại bầu không khí. Sau đó Hằng xua tay kêu quản lý dẫn con bé nó đi chỗ khác. Hai chị em tôi lại ngồi với nhau nói chuyện phiếm. Buổi trà chiều cứ thế chóng qua nhanh. Hằng tiễn tôi về, ra tới trước cửa. Lúc ấy tôi nhìn thấy Linh đang đứng tại vị trí cửa chính của spa. Thấy tôi và Hằng, con bé lật đật mở cửa, nhanh nhanh chóng chóng, dáng vẻ trông rất tội. Vừa ra khỏi spa, tôi đã nhìn thấy chồng tôi đứng chờ. Thấy tôi, anh Long cười tít mắt, chạy lại ôm eo tôi, mở cửa xe cho tôi bước vào. Tôi và Long kết hôn đã được 3 năm, vẫn còn đang trong giai đoạn mặn nồng. Cả anh Long và gia đình cũng không hề ép buộc tôi phải có con ngay. Con cái là lộc trời cho, không ai ép uổng bao giờ làm gì. Chính vì thế nên cuộc sống của tôi hàng ngày rất nhẹ nhàng, bình thản trôi qua. Hôm nay vợ làm đẹp vui không? Anh Long hỏi tôi khi đang ở trong xe. Dạ, thích lắm ạ.
Hằng chuẩn bị hết cho em từ đầu tới cuối. Sau đó tụi em ngồi nói chuyện, uống trà một xíu nữa. Thế à, hôm nay anh có việc ở trung tâm từ sáng, không chở vợ đi spa được. Giờ anh mới rảnh đây, mình đi ăn gì ngon vợ nhá. Hay là mình đi chợ mua đồ về để cô giúp việc nấu ăn đi anh. Tự nhiên em lại thèm món sườn kho cô ý nấu. Tôi nói, ôi chết. Long giật mình nói với tôi, vợ ơi, anh quên nói, sáng nay anh bận quá quên chưa bảo vợ. Cô giúp việc tuần sau là về quê rồi vợ ạ. Hôm nay cô nói anh trước vì sợ em buồn đấy. Tôi nghe xong thì hụt hẫng, không còn cảm xúc muốn làm gì nữa. Từ bé đến lớn, tôi là người rất tình cảm, dễ hay xúc động. Chính vì thế, sau khi nghe chồng nói rằng cô Nga sắp nghỉ, cô ấy là giúp việc vợ chồng tôi thuê từ lúc mới về ở chung, cô không có con cái nên xem chúng tôi như con cô ấy. Tính tình cô lại hiền hậu, tôi mến cô ấy lắm, cảm giác như tôi sắp mất đi một người thân thiết trong gia đình vậy. Thế à anh, cô có nói lý do là gì không vậy ạ? À? Cô ấy bảo là về nhà có việc thôi em ạ, tầm năm sau sẽ lên với vợ chồng mình, em đừng buồn quá nhá. Vâng ạ, thế hôm nay mình mua gì ngon, về nấu ăn cùng với cô Nga đi anh. Được vợ, vợ anh tình cảm thế này, bảo sao mà ai cũng quý. Tối đó, chúng tôi đãi tiệc tiễn cô Nga về nhà. Lúc ngồi trên bàn ăn, tôi có nhìn vào bàn tay của cô Nga, bàn tay nhăn nhúm và thu ráp. Trước khi vào làm giúp việc ở nhà chúng tôi có nghe cô Nga nói, ngày xưa cô đi lụm ve chai để kiếm sống, ai kêu gì thì làm đó, cả đời cô lam lũ và vất vả nhiều. Thi thoảng tôi cũng tặng cô mấy lọ kem bôi này kia, nhưng mà dùng cách nào cũng không xóa đi được dấu vết của thời gian khỏi làn da của cô, cũng những nốt đồi mồi đang dần rõ. Thế là tôi nảy ra một ý. Cô Nga ơi, ngày mai con có đặt lịch nằm nai ở nhà, con có gọi thêm một bạn thợ nữa đến, cô làm cùng với con nhé. Cô Nga nghe thế liền xua tay bảo với tôi, thôi cô My ơi, tôi già rồi, luộm thuộm, tôi không cần những thứ ấy làm gì đâu cô My ạ, tốn tiền cho cô và cậu Long lắm. Tôi ngại, biết là cô sẽ nói thế, chồng tôi liền nói chêm vào, không sao cô ơi, từ đó giờ cô lo cơm nước cho vợ chồng con, chăm sóc tụi con như con ruột, giờ cô sắp về quê rồi, coi như tụi con cảm ơn cô thôi. Đúng đấy cô ạ, ngày mai cô có hẹn làm đẹp với con đấy nhá. Sáng ngày hôm sau, như định trước, tôi nhắn tin cho Hằng, book hai bạn kỹ thuật viên đến nhà. Ơi Hằng, một lát em nhờ hai bạn nhân viên đến nhà chị làm nai nhé. Cô Nga giúp việc nhà chị, cố ý ngại đến mấy chỗ sang trọng. Chưa, đúng giờ hẹn, nhân viên bên Hằng đã đến gọi chuông nhà tôi. Trong hai nhân viên ấy, có Linh đi theo cùng. Lúc vừa vào đến cửa, tôi đã thấy con bé và hỏi han. Sau đó, tôi dẫn hai người vào nhà. Sau chừng 30 phút, đã chuẩn bị tươm tất đầy đủ như một tiệm nai tại nhà vậy. Trong lúc tôi và cô Nga đang làm nai và nói chuyện thư giãn, tôi than thở, thở than. Cô Nga sắp đi rồi, cháu không biết phải tìm ai giúp việc cho nhà nữa. Cháu thương cô nhất thôi. Giờ chuyện nhà không ai đảm đương, buồn quá đi mất. Dạo ôi, cô My nói làm tôi không nỡ mà đi đâu cả. Nhưng mà vướng chuyện nhà cô ạ, năm sau, nếu cô My cậu Long còn thương, tôi lại tiếp tục vào làm. Vâng ạ, trong thời gian này, chúng cháu sẽ tìm giúp việc tạm. Vợ chồng con cũng không đòi hỏi gì nhiều lắm, bằng 1/10 cô Nga là được rồi. Cô My khéo miệng, tranh thủ làm một mụn con đi. Mai mốt tôi lên phụ cô My chăm cả bé con nữa. Cô Nga đùa, hồi cái cô này, con chưa vội lắm ạ. Tôi cười khúc khích. Tuy vậy, những lời cô Nga nói đã tác động phần nào đến tôi. Nghĩ đến cảnh có một đứa con kháu khỉnh đáng yêu, tôi cũng bắt đầu thấy thích thích. Có lẽ đã đến lúc tôi và anh Long chào đón thêm một thành viên mới vào nhà. Trong lúc nằm lai, tôi cũng không mảy may có để ý đến Linh lắm. Nhưng con bé dường như lần đầu vào nhà phố, đi đến đâu cũng nhìn nhìn ngó ngó. Trong lúc tôi và cô Nga đề cập đến chuyện tìm người giúp việc, con bé phân tâm sơn lệch móng tay cô Nga mấy lần. Linh xin lỗi díu dít mà tôi với cô Nga cũng không để ý đến, chỉ bảo Linh chú ý rồi thôi.
Buổi trưa lúc đã làm ngay xong, tôi tiễn hai bạn nhân viên ra về, còn cô Nga thì đã vào bếp nấu ăn trưa. Lúc ra về, Linh có ngập ngừng có ý muốn nói chuyện với tôi. Dạ, chị My ơi. Sao thế em? Tôi hỏi. Dạ, chuyện là chị My đang cần tìm người giúp việc có đúng không ạ? Đúng thế em. Em có người giới thiệu với chị à? Dạ, không ạ. Em vừa mới ở quê lên. Trước đây em từng phụ giúp việc nhà cho một bà chủ tiệm vàng dưới quê. Em vừa mới lên thành phố được một tháng nay ạ. Không biết em có thể thử việc ở nhà chị My được không ạ? Ồ, ra là thế. Để chị suy nghĩ đã. Cảm ơn em nhé. Có gì chị sẽ liên lạc với em sau. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn chị My ạ. Linh cúi gập người chào tôi rồi rời đi. Thật ra tôi cảm thấy khá bất ngờ với Linh. Tôi cứ nghĩ Linh là một người khá nhút nhát. Không nghĩ con bé ấy sẽ mạnh dạn hỏi thẳng tôi như vậy. Nhưng dầu gì, Linh cũng đang là nhân viên của Hằng. Tôi đành để chuyện suy nghĩ kỹ càng. Dù sao kiếm được một người giúp việc ưng ý không hề dễ dàng một chút nào. Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi có nói qua chuyện này với chồng mình. Anh à, có một con bé ở bên thẩm mỹ viện, cái Hằng ấy, xin vào làm giúp việc nhà mình. Anh thấy thế nào ạ? Nhân viên bên Hằng á? Thế công việc chỗ Hằng con bé ấy tính sao hả vợ? Em cũng không rõ nữa, nhưng mà con bé ấy nhà quê, mới lên nhìn thật thà chất phác lắm, làm em cứ thấy mùi lòng anh ạ. Nếu vậy thì vợ cứ xem tình hình, rồi cho thử việc thử xem sao. Vâng ạ. Mà chồng này, hôm nay cô Nga bảo em rằng nên đẻ một đứa đi, năm sau cô lên sẽ chăm giúp con chúng mình đấy. Tôi vừa nói vừa ôm lấy anh. Thế à? Hay là bây giờ mình tạo em bé như ý cô ấy bảo đi. Nói đoạn, anh xoay người đè lên tôi. Ánh mắt cực kỳ thâm tình, đôi mày ngang nghiêm nghị cùng với những đường nét tinh tế trên khuôn mặt. Hơi thở của anh và tôi quyện lấy nhau. Tôi giả vờ bĩu môi. Anh này, đã đầu ba rồi mà còn làm trò con nít. Ôi dào, vợ anh làm em bé mà. Anh phải làm trò con nít thì vợ mới thích chứ. Lời anh vừa nói, bàn tay anh vừa mân mê người tôi. Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm vợ của anh. Một tuần sau, tôi có nhờ Hằng xin được số điện thoại liên lạc của Linh. Tôi gọi Linh đến nhà để nói chuyện trực tiếp cùng với vợ chồng tôi. Em đã tính sắp xếp công việc ở chỗ spa của Hằng như thế nào chưa? Chồng tôi hỏi. Dạ rồi ạ. Nếu được làm ở nhà của anh chị, em sẽ làm việc ở gia đình mình từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Sau đó em sẽ qua bên spa chị Hằng làm ca tối ạ. Lượng công việc nhà chị thì không nhiều, nhưng mà em làm hai chỗ như thế, có kham nổi không em? Tôi đắn đo hỏi. Dạ vâng, không sao ạ. Nếu anh chị tin tưởng cho em thử việc, em sẽ cố gắng sắp xếp và không làm anh chị thất vọng đâu ạ. Linh nói với giọng chắc nịch. Chị cũng đã hỏi qua ý của Hằng. Hằng cũng đồng ý để em sang đây làm với nhà chị rồi. Đây là tờ hợp đồng làm việc. Em xem rồi có thắc mắc gì nói với chị nhé. Mình sẽ thử việc trong vòng 2 tháng nha. Linh nhận hợp đồng và chăm chú đọc. Anh Long quay sang nhìn tôi, có vẻ như anh cũng khá hài lòng với cô nhân viên giúp việc mới. Và sau đó, Linh bắt đầu thời gian thử việc tại nhà tôi. Ngoài việc con bé không thông thạo những đồ dùng thông minh trong nhà lắm, thì còn lại đều ổn cả. 6 giờ sáng, Linh sẽ đến nhà tôi dọn dẹp và nấu ăn cho tôi và anh Long. 4 giờ tan làm thì chạy qua spa của Hằng làm tiếp. Cứ như vậy, đến chồng tôi còn thấy con bé ấy gầy sộp đi. Có lần anh nói với tôi, vợ này, chồng thấy con bé ấy làm hai chỗ, chồng tội quá. Hay là mình tuyển người khác em nhỉ? Tôi chưa kịp trả lời thì Linh từ đâu chạy ra, quỳ sụp xuống chân chồng tôi. Cậu Long ơi, cậu Long thương tình, em có làm sai ở đâu xin cậu với cô nhắc nhở. Đừng đuổi em đi được không ạ? Em có mẹ già mắc bệnh ở quê, em xin cậu Long với cô My ạ. Tôi và Long giật mình, không biết Linh trốn ở góc nào mà nghe được vợ chồng tôi nói chuyện. Con bé nước mắt nước mũi giàn giụa đến là thương tình. Thấy thế cả tôi cũng không nỡ. Tôi vừa dìu Linh đứng dậy vừa nói, thôi em nín đi. Anh chị thấy em làm ở hai chỗ, trông em ốm yếu mệt mỏi quá,
nên chị nghĩ là bớt một tí việc cho em thôi. Em nín đi, anh chị không đuổi việc em hay gì đâu. Linh vẫn không ngừng khóc, càng mếu máo kể khổ cho chúng tôi nghe về gia đình con bé. Tôi cũng hết cách để mà khuyên ngăn. Thế là Long ra mặt, nói mấy câu, vậy mà Linh lại nín thin thít, ra vẻ ủy mị với chồng tôi. Nhưng lúc đấy tôi lại không hề để ý đến tiểu tiết đó làm gì. Thử việc được 2 tháng, Linh chính thức vào làm ở nhà tôi. Cuộc sống của tôi và Long vẫn trải qua bình bình, đạm đạm như thế. Cho đến một hôm, chị bạn thân thiết của tôi là nhà thiết kế nổi tiếng gửi đến nhà một bộ váy dạ hội tặng cho tôi làm quà. Thật ra, tôi cũng không hẳn là một cô vợ rách việc, chỉ biết ở nhà tiêu tiền của chồng. Tôi cũng có dùng tiền riêng của mình để đầu tư một vài nơi, chẳng hạn như spa của Hằng, tôi cũng có góp tí vốn vào đấy. Chị bạn của tôi đợt trước cũng bị kẹt một ít tiền để mở cửa hàng ở phố, tôi hỗ trợ chị vài đồng nên giờ cửa hàng khai trương khấm khá, chị thiết kế riêng cho tôi một bộ váy. Mì này, bộ váy là chị tự may đo theo dáng người của em, chỉ có một mình em ấy là có chiếc này thôi đấy nhá. Tôi vừa mở hộp quà vừa trả lời điện thoại của chị bạn. Vâng ạ, váy xinh quá chị ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm nhá. Hôm nào chị em mình hẹn đi cà phê nói chuyện xíu nhá chị. Lúc tôi mở quà, Linh cũng đang quét bụi ở xung quanh đấy. Thấy tôi cầm lên chiếc váy dạ hội, con bé há hốc mồm kinh ngạc. Trông lộng lẫy quá cô Mi ơi. Linh nói với tôi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc như chưa từng thấy bao giờ. Đẹp quá hả em, người ta may đo riêng cho chị đấy. Sắp sinh nhật anh Long rồi, chị sẽ mặc bộ này để tổ chức tiệc sinh nhật cho anh ấy. Sắp đến sinh nhật cậu Long rồi ạ. Cô Mi cần em chuẩn bị gì không cô? Linh hỏi tôi, dường như con bé có suy nghĩ gì đó. Không cần đâu em, tôi hồn nhiên nói. Bình thường ấy, chị sẽ mời nhà hàng đến làm bữa tiệc ấm cúng với em à. Mình không động tay gì nhiều. Thế em không cần đi làm hôm đấy ạ? Linh sốt sắng hỏi tôi ngay. Ừ đúng rồi, chị mời bên dịch vụ ngoài họ làm hết em à. Hôm đấy em nghỉ ở nhà một ngày, nghỉ ngơi cũng được nhá. Tôi cứ ngỡ sau khi tôi nói như thế, Linh sẽ vui lắm. Nhưng mà không ngờ, trông con bé có vẻ không hào hứng, vui vẻ gì cả. Hôm sinh nhật của Long, anh ấy có mời thêm một vài người bạn làm ăn của anh ấy đến. Tuy nói là bạn, nhưng thật ra cũng chỉ nằm ở mức xã giao. Do đang làm cùng một dự án, nên tôi ngỏ ý bảo anh mời họ đến xem như một bữa tiệc ấm cúng. Trước giờ, tôi không hay xen vào chuyện làm ăn của Long nhiều. Lần này là vì nghe anh nói dự án gặp khó khăn, cần thêm chủ đầu tư, nên tôi mới đề xuất họ đến nhà chúng tôi. Ngoài mặt là dự sinh nhật Long, nhưng thực chất là bồi thêm quan hệ. Hôm đó còn có Linh, chẳng biết vì sao, dù tôi đã nói cho Linh nghỉ vào ngày đó, nhưng con bé vẫn đến. Tôi còn để ý thấy con bé ấy trang điểm nữa, khác xa với thường ngày khi làm việc ở nhà tôi. Nhưng nói chung, tôi lúc ấy chả nghĩ gì nhiều, chỉ chăm chăm với cuộc sống màu hường của mình mà thôi. Ngẫm lại bây giờ mới thấy có nhiều thứ đã không đúng ngay từ lúc đầu. Bữa tiệc sinh nhật của Long diễn ra suôn sẻ. Sau hôm đấy, công trình mà anh nắm thầu cũng tìm được nhà đầu tư rót thêm tiền vào. Nhưng chuyện cũng bắt đầu kể từ đây. Từ hôm sinh nhật của chồng tôi hôm ấy, Linh khác lắm. Có những ngày, con bé ở lại nhà tôi đến 8-9 giờ mới về. Tôi hỏi em không đến chỗ spa của Hằng làm nữa hay sao? Thì Linh bảo đã nghỉ việc do sức khỏe không cho phép. Chưa dừng lại ở đó, thời gian con bé lân la ở nhà tôi càng ngày càng nhiều. Có khi vợ chồng tôi ăn tối xong, Linh vẫn chưa về. Thi thoảng tôi còn thấy Linh đăm chiêu nhìn ngắm Long. Tôi nói chuyện, Linh cũng chẳng thèm để ý. Gần đây nhất, Linh có e dè đến nói chuyện riêng với tôi. Cô Mi ơi, sao thế em? Tôi hỏi. Cô Mi, chuyện là em có một cuộc hẹn với bạn, nhưng em không có đồ mặc ạ. Cô Mi cho em mượn một bộ đồ cũ của cô Mi mặc tạm được không? Em thấy cô Mi có nhiều đồ đẹp mà không dùng tới. Cô Mi cho em mượn một bộ được không ạ?
Linh nói với giọng nhờ vả cực kỳ đáng thương. Tôi thì cũng không tiếc rẻ gì một cái áo cái quần cho ai bao giờ, nên đồng ý ngay. Tôi vào phòng, lựa 2-3 bộ đồ ít mặc đến đưa cho Linh. Ngoài ra, tôi còn soạn thêm một ít mỹ phẩm, đồ dưỡng da không dùng tới cho con bé. Đây này, em cầm dùng đi, thi thoảng chăm chút một tí cho bản thân em nha. Linh vui vẻ nhận lấy, sau đó lại đi làm việc của mình. Tối đó, 1-2 giờ đêm, Linh nhắn tin cho tôi, con bé xin nghỉ việc một ngày. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ lên kế hoạch ngày mai cùng chồng lựa một chỗ hẹn hò mà thôi. Thời gian sau đó, tần suất Linh xin nghỉ việc lại càng nhiều. Cứ một tuần là con bé sẽ xin tôi nghỉ ít nhất một buổi. Thoạt đầu tôi lấy làm lạ, có hỏi han lý do thì Linh bảo là người nhà của em mỗi tuần lên bệnh viện chạy thận, em phải sang chăm bệnh. Tôi nghe thế liền tin ngay, còn thương cho hoàn cảnh của em nữa. Một lần tôi đang đi uống trà chiều với hàng ở thẩm mỹ viện, tôi vô tình nghe được nhân viên ở spa nói chuyện với nhau. Ôi trời, chị có biết gì không, hôm trước em với bạn trai hẹn hò thấy cái Linh đấy chị, con bé hồi trước làm ở spa mình đó. Thế à, mày thấy nó ở đâu thế? Mà nó có nhận ra mày không? Cái này mới sốc nè chị. Em thấy nó đi khách sạn với ông nào đấy, béo to kịch cỡm lắm chị ạ. Nhưng mà giàu nhá, tay đeo lắc vàng to cả ký ấy. Thật á, à, em có chắc là nhìn thấy đúng người không? Sao mà em quên mặt nó được cả chị? Cái con nhỏ đấy được chị Hằng kêu mang cho vào làm, nhưng mà lại chẳng biết điều. Trước mặt chị Hằng với chị Nhi quản lý thì làm ra vẻ hiền thục ngoan ngoãn lắm, nhưng mà thực chất ấy, toàn dòm ngó đống đồ hiệu của mấy khách đến tiệm mình. Mặt nó sáng rỡ trông thòm thèm lắm ấy, mà làm cũng chả được việc gì. Mà chị, cái ông đi với nó trông sợ lắm. Hai người đi chung mà để con nhỏ làm hết cơ, trông chả ga lăng gì chị ạ. Ai biết được họ như thế nào đâu em, mày lại cứ phán xét. Đâu có, em thấy thế thật mà chị. Với lại chị thấy đó, đàn ông bây giờ phải yêu ai như chồng chị My, bạn của chị Hằng ấy ạ. Vừa cao to đẹp trai, lại còn nhiều tiền, chiều vợ nữa chứ. Thôi thôi, bé cái mồm em ơi, hai chị đang uống trà bên trên đấy em. Cuộc nói chuyện của hai nhân viên tôi đều nghe rõ, nhưng tôi lại nghĩ họ đang bêu xấu cái Linh mà thôi. Con bé làm việc quần quật ở nhà tôi, chỉ nghỉ đúng một ngày thì thời gian đâu mà hò hẹn với đại gia. Tôi cứ non nớt suy nghĩ như thế, để rồi một ngày nọ, chuyện xảy ra bắt đầu cho cơn ác mộng của cuộc đời tôi. My, My ơi! My ơi, anh về rồi này! Vợ yêu ơi! Long bước vào phòng, thấy bóng lưng của người ở trong phòng đang mặc chiếc áo dạ hội màu trắng kiêu sa. Cứ ngỡ là vợ mình, anh chạy đến ôm chầm lấy người đó, hít hà, vuốt ve. Vợ ơi, anh nhớ vợ lắm đấy. My không hề động đậy. Long cảm nhận cơ thể mà người anh đang ôm như đông cứng lại. Anh kéo cô ra khỏi lòng và nhìn. Hóa ra là Linh. Sao em lại mặc đồ của cô My? Nói. Dạ, dạ cậu Long, cậu tha cho em. Linh quỳ sạp xuống đất khóc lóc van xin. Cậu Long ơi, em van cậu. Cô My ra ngoài có việc rồi ạ. Em xin lỗi cậu Long, em lỡ dại. Em chỉ thấy bộ đồ đầm của cô My đẹp quá, em muốn mặc thử thôi ạ. Thôi thôi, cô đừng nói gì tôi nghe nhức óc quá. Cút ra ngoài, cởi bộ đồ đó ra mau lên. Long nổi đoá. Lúc tôi về nhà, Long liền kéo tôi vào phòng. Em đuổi việc con Linh đó ngay đi, nó ngang nhiên vào phòng mặc đồ của em đấy. Long kể lại, nhưng chuyện anh nhầm lẫn tôi và nó thì lại không hề đề cập đến. Từ từ nào anh, con bé nó còn nhỏ, anh đừng có la mắng thế. Linh ơi, ra đây chị bảo. Tôi nhẹ giọng gọi, thế nhưng lại không thấy con bé đâu. Long nhìn tôi mặt khó chịu rồi nói, anh đuổi nó về rồi, anh nóng thế. Tôi vỗ vai anh ra giọng trách cứ. Em hay cho con bé mấy bộ đồ em không mặc mà. Anh làm quá lên không thôi. Anh làm quá. Nó mặc đồ của em.
Anh nói thì em bảo anh làm quá. Rốt cuộc em xem người lạ hơn cả chồng mình hay sao vậy Mi? Chồng tôi gạt phát tay tôi đi. Long chưa từng quát tôi như thế. Bây giờ nghĩ lại thì có lẽ bởi vì anh chột dạ chuyện anh đã ôm Linh và có những hành động thân mật. Bị Long lên giọng, tôi buồn lắm. Nhưng vì vẫn thấy chuyện chẳng có gì, tôi lơ anh đi vào phòng ngủ. Vợ chồng tôi chiến tranh lạnh với nhau mấy hôm. Còn Linh thì vẫn đến nhà tôi làm bình thường. Tầm cuối tháng 12, Hằng có rủ tôi đi Thái Lan chơi một tuần. Đang trong lúc giận lẫy với chồng, tôi đồng ý cái ruột mà không hề lo nghĩ gì. Lúc soạn hành lý, tôi có nói với Linh: chị sắp đi Thái một tuần, em ở nhà trông nom nhà cửa với nấu ăn đơn giản cho anh Long lúc cần nhé. Chị không ở bên anh ấy thì anh ấy cũng sẽ tranh thủ ở công trình giám sát, ít về nhà đấy em ạ. Nhưng mà hôm nào anh ở nhà thì em nhớ nấu ăn nhé. Đi về chị mua nhiều quà cho em. Nghe tôi nói sắp đi chơi xa, Linh mừng và vui ra mặt. Tôi cứ tưởng con bé vui là vì tôi đem quả Thái về không ấy chứ. Trong lúc tôi mải mê cùng hội chị em ở trời Thái, Linh ở nhà cùng chồng tôi, con bé bắt đầu dở trò. Anh Long ơi, em nấu cơm xong rồi ạ. Linh lý nhí gọi Long. Bình thường em gọi là cậu Long, bây giờ gọi anh là sao? Long vặn lại. Dạ em xin lỗi ạ. Buổi tối, Long vào phòng sớm. Linh theo giờ thường ngày là 4 giờ đã về rồi. Nhưng hôm nay 8 giờ tối, vẫn chưa chịu tan làm. Thấy Long vào phòng ngủ tắt đèn, Linh thay một bộ đồ gợi cảm, rón rén vào phòng. Anh Long ơi, cô gọi tôi như gọi ma thế à? Long vừa cáu gắt vừa bật đèn. Đèn phòng vừa mở, Long tá hỏa khi thấy bộ đồ mà Linh mặc trên người. Một bộ váy ren cắt xẻ nhiều đường táo bạo. Đến tôi cũng chưa từng mặc bao giờ. Cô làm cái quái gì vậy? Cút xéo khỏi nhà tôi mau lên. Anh Long ơi, em thích anh từ lâu rồi. Anh cho em cơ hội được chăm sóc anh một lần thôi được không? Chị My từng làm gì cho anh, em đều có thể làm hơn chị ấy. Anh từng ôm em rồi mà, có phải người em cũng đẫy đà như vợ của anh không? Cô biến đi, cô làm cái gì tôi vậy? Long vừa nói vừa choáng váng. Hóa ra Linh đã bỏ thuốc an thần nghiền nhuyễn vào ly nước lọc của Long. Anh không còn biết gì nữa, ngã khuỵu xuống sàn. Linh thấy Long không còn sức lực phản kháng, bèn nhào tới đỡ anh lên giường. Cô ta cười hả hê nói: chẳng phải anh ôm em rồi sao? Ngực em không thích bằng chị My à? Mấy ông bạn của anh ấy thòm thèm em lắm đấy. Linh leo lên giường, nằm cạnh Long, lấy điện thoại ra chụp hình cảnh hai người ôm nhau. Nhưng chưa được 5-10 phút, Long lơ mơ tỉnh dậy, anh dáng dùng sức đẩy cô ra. Ban đầu, Linh cứ ngỡ là mình đã cho nhiều thuốc, nhưng không biết bằng cách nào, Long gượng dậy và hất cô ta xuống giường thật mạnh. Cảm thấy không thể làm gì nữa, Linh rời đi. Vài ngày sau khi tôi về, Long khác hẳn. Anh ít nói hơn và thường xuyên đứng đực ra suy nghĩ, giống như là đang giấu tôi chuyện gì. Nhưng tôi cảm thấy anh chắc là đang hối lỗi chuyện hôm trước. Thêm nữa là tôi có bất ngờ dành cho anh. Lúc tôi hỏi lý do vì sao Linh không đến làm, Long nói rằng con bé mắc chuyện ở nhà nên nghỉ dài hạn. Vừa hay lúc đó cô Nga cũng liên hệ lại với vợ chồng tôi. Đầu năm sau cô sẽ lại vào thành phố. Mọi thứ dường như trở lại vào vị trí của nó như lúc ban đầu. Vào lúc vợ chồng tôi đi ra ngoài ăn tối, tôi có bắt gặp Linh đang giằng co cùng một người đàn bà nào đó. Mẹ mày, dám ngủ với chồng tao à? Còn danh con này, mày có biết mày đáng tuổi con của vợ chồng tao không hả? Mày cũng thấy xấu hổ à con kia? Giữa không gian nhà hàng sang trọng, những lời chửi bới của người phụ nữ trở thành tâm điểm ở nơi đây. Long chợt lên tiếng: chị Mai. Người phụ nữ kia nghe gọi tên liền quay sang nhìn. Ơ kìa chú Long, chú cũng đến đây à? Người đàn bà nhìn thấy Long liền đổi sắc mặt. Long nói với tôi rằng
đây là chị vợ của một bên đối tác. Tôi cười chào hỏi với chị rồi nhìn sang người đứng trong góc đang bị chị Mai giữ tay lại. Tóc tai của cô nàng loa xòa, diện trên mình bộ váy ngắn cúp ngực rõ là điệu đà, nhưng tổng thể bây giờ lại nhìn nhếch nhác. Chưa kịp nhìn kỹ, cô ta đã lựa lúc chị Mai sơ ý, giật phát tay chị ấy bỏ chạy. Dù vậy, tôi vẫn biết được cô gái ấy chính là Linh. Chồng em ấy khác xa với hình ảnh ngàn ngày mà tôi biết. Tối hôm đó, vợ chồng tôi trên xe về mà không biết nói gì với nhau. Sáng hôm sau, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, kèm theo đó một tập tin chứa hình ảnh thân mật của Linh và Long. Tôi bàng hoàng và sửng sốt. Nghĩ lại vào thời điểm ấy, những tấm ảnh ấy chỉ đơn giản là hình Linh ôm chồng tôi, còn anh thì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Tuy nhiên, tôi khi ấy lại không được bình tĩnh và sáng suốt như thế. Cơn giận dữ và cảm giác bị phản bội đã nuốt lấy tôi. Dường như Linh cũng biết tôi đã xem được tin nhắn, cô ta gọi đến ngay sau đó. Alo, chị My đã xem quà em gửi chị chưa? Linh nói chuyện với giọng đon đả, cứ như là gửi quà tặng tới tôi thật. Sao em lại làm như vậy với chị? Tôi hỏi Linh. Tại sao á? Linh quay ngoắt đổi giọng. Cô ta nói với tôi bằng một giọng khinh khỉnh. Chị sống trong nhung lụa, cuộc sống hoàn hảo, có gia đình và chồng yêu thương, tôi ghen ghét đấy được không? Linh cười gằn. Nhưng mà thực chất, ban đầu tôi chẳng muốn đụng tới chồng chị. Vì dù gì thì chị cũng giúp đỡ tôi ít nhiều. Cơ mà anh ta tự dân sát tới tôi đó thôi. Hôm chị không có ở nhà, anh Long đã xà và ôm tôi thật chặt. Suốt bấy bao lâu nay, tôi ở cùng với đám đàn ông mọi rợ bên ngoài. Tôi chưa bao giờ thấy họ chẳng cho tôi cái ôm nồng ấm hay sự quan tâm như anh Long. Nên tôi đành có lỗi với chị vậy. Cô muốn gì? Tôi nói. Tôi muốn gì á? Tôi muốn chồng chị đấy. Chị cho không hả chị My? Cô đừng có mà nói nhảm ở đây. Cô muốn gì? Tiền? Tôi hỏi Linh. Đầu tôi đã bắt đầu choáng váng. Cũng được. 5 tỷ đi. Chị My thấy cái giá đó có được không ạ? Số tiền 5 tỷ trong miệng Linh nói ra. Mà tôi cứ ngỡ như là cô ta đang xin tôi tiền đi chợ mua đồ lúc trước vậy. Tôi rủ sốc. Nhưng cũng không ngốc đến thế. Tôi giả vờ đồng ý. Ừ, vậy 2-3 ngày tới tôi sẽ chuẩn bị 5 tỷ tiền mặt. Nhưng mà cô phải đưa tôi tất cả bản sao ảnh của cô và anh Long. Được, hẹn chị 3 ngày nữa. Nói đoạn, Linh tắt máy cái rụp để tôi trơ trọi giữa căn phòng ngủ của tôi và Long. Tôi không hiểu chuyện bắt đầu từ bao giờ. Hóa ra những gì Linh thể hiện trước mặt tôi chỉ là cô ta đang giả vờ mà thôi. Tôi chưa từng nếm trải cảm giác bị phản bội bao giờ. Còn chuyện với Long thì sao? Tôi nên sắp xếp thế nào để ổn thỏa đôi bên đây? Ngồi suy nghĩ một chút, tôi quyết định gọi cho Hằng. Hằng à, chị My đây. Cái gì? Anh Long ngoại tình với con Linh á? Có thật không chị My? Hằng như hét vào điện thoại. Hằng à, bình tĩnh. Chị cũng chưa biết rõ chuyện thực hư như thế nào. Còn như thế nào nữa, con nhỏ kia đã gửi hình âu yếm của nó với chồng chị cơ mà. Con nhỏ đấy còn đòi chị 5 tỷ nữa. Mấy tấm hình dơ bẩn đó, chị cần làm gì hả chị? Dầu gì, chị cũng phải giữ thể diện cho anh Long mà em. Tôi nói, không có giữ gì hết. Hằng gạt phắt. Bây giờ chị nói với anh ta sang nhà em chơi ít hôm đi. 3 ngày nữa em cùng chị đến nhà con nhỏ kia. Chuyện này tính ra cũng có lỗi của em. Thông qua em mà con Linh đấy mới bước vào nhà chị được. Rõ là gớm mà. Ừ, tạm thời như vậy đi em. Giờ chị cũng không nghĩ được gì nữa em mà. Vâng vâng, chị nghỉ dưỡng sức đi ạ. Tối, Long tan làm về nhà. Thấy tôi đang sửa soạn đồ thì bất ngờ. Em soạn đồ làm gì thế vợ? Tay tôi bất giác run lên khi nghe thấy giọng của anh. Tôi không biết phải đối diện với Long lúc này ra sao. Tôi đành giả vờ. Em sang nhà Hằng chơi con bé vài hôm. Chồng nó đi công tác xa anh ạ. Mà Hằng mới vừa thông báo có thai. Ôi thế à? Hằng sắp có em bé rồi à em?
Không biết bao giờ vợ chồng mình mới có một đứa nhỉ? Long ôm tôi vào lòng. Cái ôm của anh giờ không còn nghĩa lý gì với tôi nữa cả. Trái tim tôi giờ lạnh lẽo biết chừng nào. Tôi vội thoát ra khỏi vòng tay của anh, nói: "Thôi, anh đi tắm đi, một lát nữa em sang nhà hàng." Long dường như cũng thấy tôi khác lạ, nhưng anh không để tâm lắm. Dạo này, tình cảm của vợ chồng tôi không còn mặn nồng như hồi trước nữa. Có lẽ vì lần cãi nhau lúc trước, thêm cả tôi có tâm lý tránh né. Ngoại trừ lúc ngủ chung ra, dường như chúng tôi không hề tiếp xúc thân mật. Tầm 3 ngày sau, tôi cùng Hằng đi đến chỗ của Linh. Tôi chưa từng xen vào chuyện đời tư của cô ta bao giờ. Lúc trước, Linh hay xin nghỉ việc vì chăm người nhà ở bệnh viện. Nhưng mà hóa ra không phải. Linh thường dành một ngày nghỉ và thời gian buổi tối để gặp gỡ những người bạn đầu tư của Long. Hóa ra, những gã đó không hề tốt lành gì. Hôm Linh nằng nặc đòi đến nhà tôi phụ giúp chuẩn bị sinh nhật Long, một trong những gã đấy có để ý đến cô ta và lân la hỏi thăm. Linh cứ ngỡ đã gặp được hố vàng nên sa vào lòng ngã. Theo thời gian, Linh qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông, thời gian làm việc tại nhà tôi trong vòng chưa đầy nửa năm mà Linh như một người hoàn toàn khác. Hóa ra, cô ta chỉ đang giả vờ trước mặt tôi mà thôi. Thành thật mà nói, bây giờ tôi không biết có nên sốc vì điều gì không nữa. Lúc đến chung cư nhà Linh, tôi giả vờ mang theo một túi du lịch to đi cùng. Hằng đi theo sau và nép vào phía sau cửa khi Linh ra gặp tôi. Vừa mới chạm mặt, cô ta đã móc mỉa. Loại người không biết giữ chồng như chị, còn vác mặt đến gặp tôi nữa à? Chẳng phải cô cần tiền à? Linh đứng trước mặt tôi, cô ta mặc một chiếc váy ngủ ren màu đỏ táo bạo. Tuy nhiên là phận đàn bà, con gái với nhau. Nói thật, tôi thấy cô ta mặc như thế, chả có gì cuốn hút cả. Nhìn rất tã tưởi. Linh nhìn ngay vào túi vali tôi đang cầm trên tay. Cô ta muốn giật lấy, thì tôi kịp cản lại. Cô đưa hình ra cho tôi trước, rồi tôi mới đưa tiền. Giọng tôi đanh lại. Chưa từng thấy một loại người nào lại mê tiền đánh mất bản thân mình như thế. Đã thế lại còn giả vờ giỏi kinh khủng nữa chứ. Linh cười khẩy, trong tay chìa ra một tấm thẻ nhớ. Đây, hình âu yếm của tôi và chồng yêu của chị đây. Về mở xem cho kỹ nhá. Nói đoạn, cô ta vứt tấm thẻ nhớ xuống đất. Cứ nghĩ là tôi sẽ vì thứ đó mà cúi người trước cô ta. Linh đục nước, giật lấy túi vali tôi cầm. Cô ta đắc ý chưa bao lâu thì thấy có gì đó lạ lạ. Cả mấy trăm triệu mà nhẹ thế này á. Chưa kịp thắc mắc thêm một tí nào nữa, Hằng từ phía sau cửa đã xông ra, dùng túi xách đập vào mặt của Linh. Hằng vừa đánh liên tiếp vừa chửi. Nhẹ là phải, tụi tao nhét đá vào trong đấy chứ làm gì có tiền cho mày. Mày con nít con nôi vắt mũi còn chưa sạch, bày đặt đi cặp mấy cha già. Mày không thấy tởm mà. Tụi tao kêu mang mày mà mày làm vậy hả Linh? Hằng gần như không có cho Linh có cơ hội mở miệng hay kháng cự. Tôi không ngờ Hằng lại chiến đến thế. Quả thật là chị em chí cốt của tôi. Tôi tranh thủ chụp hình và quay video lại. Từ trước khi đến đây, Hằng cũng nói với tôi rằng để Hằng xử lý hết. Con bé hồi xưa có đai đen taekwondo. Tôi cầm thẻ nhớ của Linh vứt xuống đất. Ban nãy nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô ta, tôi nói: hình âu yếm của cưng và chồng chị chả thèm đâu mà đòi tống tiền chị mày đây. Bữa giờ chủ yếu là diễn trò mèo với cưng thôi. Nói xong, tôi vứt thẻ nhớ lên mặt của Linh. Trông cô ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi và Hằng vậy. Chị em tôi chuẩn bị đi thì cô ta hét: chị My, tôi sẽ không để cho chị yên đâu. Nghe vậy, tôi quay sang đá chân một cước vào người cô ả. Thử làm được gì thì làm tao xem. Địa chỉ và số điện thoại riêng của mày, tao đã gửi hết cho mấy bà vợ của những ông già mày cặp rồi đấy. Liệu hồn mà trốn khỏi thành phố này đi con ạ. Tôi và Hằng cùng rời khỏi tòa nhà Linh ở. Suốt cả đường đi, tôi như một người mất hồn. Không hề hả hê, cũng không hề cảm thấy chiến thắng cái gì cho cam.
Hằng cũng biết ý tôi nên chỉ đành thở dài hỏi tôi, vậy chuyện của chị và Long, chị tính thế nào ạ? Chị định về nhà bố mẹ chị vài hôm em ạ. Ngày mai là lịch hẹn của phòng khám, em đi với chị nhá. Tới ngày khám định kỳ rồi hả chị? Hằng thay đổi ngay sắc mặt, vui mừng hỏi. Ừ, hôm trước bác sĩ nói chị 2 tuần tái khám để kiểm tra tim thai em ạ. Ôi thích thế, mai em sẽ hộ tống chị đi ạ. Phải, người mang thai không phải là Hằng, mà là tôi. Lúc chị em chúng tôi đi du lịch ở Thái Lan, cơ thể tôi đã cảm thấy rất lạ. Những món ăn như hải sản bình thường, tôi rất thích ăn. Vậy mà nhờ nhìn thấy, liền chỉ cảm giác muốn nôn. Sau đó đi khám ở bệnh viện Thái, thì bác sĩ đã nói tôi mang thai được 2 tuần. Ban đầu khi nhận tin, tôi vui không sao kể xiết. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của tôi và Long đã có trái ngọt. Thế mà, khi vừa về tới Việt Nam, hay tin của Linh, thế giới của tôi như sụp đổ. Niềm vui chẳng ngắn tày gang, trong tay tôi chỉ còn lại nỗi hụt hẫng. Nhớ cái hồi hai đứa tôi còn là con nít, Long luôn luôn là người anh hàng xóm bảo vệ và che chắn cho tôi. Đến khi lớn, anh trở thành người chồng thương yêu tôi hết mực. Kỷ niệm và tình cảm giữa chúng tôi nhiều không sao kể xiết. Thế mà bây giờ, chỉ vì Linh, tất cả đã sắp đến bờ vực đổ nát. Sau khi giải quyết chuyện của Linh xong xuôi, tôi mang đồ về nhà bố mẹ. Gia đình tôi chỉ có tôi là con duy nhất. Bố mẹ cũng đã về hưu, trồng rau nuôi cá ở quê nhà. Tôi tạm thời xa thành phố náo nhiệt, về chốn bình yên để dưỡng thai. Tôi là người vợ có trách nhiệm. Trước khi đi, tôi đã nhắn cho anh một tin dài. Tôi nói rằng tôi biết chuyện của anh và Linh, chuyện tôi mang thai và chuyện tôi sẽ rời đi một khoảng thời gian để suy nghĩ lại chuyện của cả hai. Tôi vừa gửi tin nhắn, cứ ngỡ là anh đang bận đi công trình nên sẽ không đọc được. Ai ngờ, tin vừa gửi đi, anh gọi tôi tới tấp. Nhưng lòng tôi giờ đã cạn, tôi khóa máy và lên xe về nhà bố mẹ đẻ. Đây là lần lục đục lớn nhất của vợ chồng chúng tôi. Tôi cứ ngỡ rằng bản thân sẽ ở nhà bố mẹ cho đến khi em bé được 3-4 tháng. Vậy mà chưa đến 3 tuần, Long đã tìm đến trước cửa nhà tôi xin gặp. Bố mẹ tôi chưa biết chuyện, ông bà cứ tưởng con rể đến đón vợ về nhà, thế là hoan hỉ mở cửa đón tiếp. Lúc nhìn thấy tôi đang nằm hóng gió trên tấm phản trước hiên nhà, Long vừa bồn chồn vừa thẹn thùng thế nào, không dám đến lại gần tôi. Tôi nhìn thấy Long, nhưng giả vờ như không quen biết. Mẹ tôi thấy cảnh này, khuếch vai bố. Hình như chúng nó giận nhau gì đấy ông ạ. Mẹ tôi nói, ôi dào, đã 30 tuổi hơn rồi còn giận gì nữa, có con đến nơi rồi, bố tôi cảm thán. Tính tôi không muốn người lớn trong nhà phải buồn, chính vì vậy chuyện của Long và Linh tôi không hề nói cho ông bà trong nhà biết. Kể cả bố mẹ chồng có gọi đến hỏi thăm, tôi cũng chỉ nói gặp chút chuyện trục trặc với anh Long mà thôi. Cả ngày ở nhà, tôi và Long không hề nói chuyện, có điều anh luôn túc trực ở bên tôi. Cơm bưng, nước rót như là công chúa. Chỉ có điều bây giờ, công đã thành hoàng hậu, sắp hạ sinh cho đức vua, một cô công chúa hoặc hoàng tử gì đó rồi. Vì bố mẹ tôi chưa biết sự tình, nên buổi tối tôi và Long ngủ chung với nhau. Phụ nữ mang thai hay bị tiểu mót, tôi cũng vậy. Mới nửa đêm mà tôi đã đi vệ sinh 3-4 bận, vừa mới buồn ngủ một tí, giờ đã bay hết sạch sành xanh. Đã thế, hôm nay Long còn đưa tôi một trái dừa tươi để uống. Nghĩ thấy, còn thì oán thêm. Thấy tôi đi đi lại lại nhiều lần, Long bật hẳn đèn sáng cho tôi. Anh còn kê dép đầy đủ để tôi không bị trượt. Tầm 3 giờ sáng, tôi nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Tôi mới bắt đầu nói chuyện với anh. Anh không phải lo việc gì à? Sao lại xuống đây chi khổ công vậy? Anh xin lỗi em. Giữa đêm khuya thanh vắng,
không gian cực kỳ tĩnh lặng, dường như tôi có thể nghe được cả tiếng thở của Long. Một câu trả lời hoàn toàn không hề liên quan gì tới câu hỏi, nhưng tôi không để ý lắm. Ngày mai anh sắp xếp quay lại thành phố đi, em ở đây ít hôm nữa, ở đây không khí trong lành lại yên tĩnh, tốt cho em bé. Anh thu xếp hết việc rồi em à, anh ở đây ít hôm với em. Và con nhá. Tôi cảm giác như lúc anh nói từ ấy, giọng anh nức nghẹn, tôi cũng rơm rớm nước mắt. Tình nghĩa vợ chồng bao lâu, anh và tôi đã cùng trải qua những gì. Giờ đây, những kỷ niệm hình ảnh từ thời thơ ấu đến niên thiếu và cả lúc trưởng thành chạy xoẹt qua tâm trí của tôi. Thế là tôi khóc nấc nền. Bao nhiêu tủi hờn uất hận trong tôi giờ đây đều bột phát hết ra ngoài. Long giật mình khi thấy tôi khóc, sau đó hoảng loạn, anh ôm tôi vào lòng nhưng lại bị tôi đẩy ra. Cứ như vậy 5-10 lần, cuối cùng tôi không còn sức để mà đẩy anh nữa. Tôi khóc đến nghẹn ứ cả giọng. Anh ôm tôi, vừa xoa lưng nhẹ nhẹ, vừa thủ thỉ. Anh xin lỗi vợ của anh nhá. Ba xin lỗi con yêu. Ba làm con với mẹ phải chịu thiệt rồi. Vợ tha lỗi cho anh nhá. Anh biết vợ buồn lắm. Vợ ơi, vợ nín đi. Sau đó, tôi thiếp đi từ lúc nào không hay biết. Đó là giấc ngủ ngon nhất của tôi từ khi chuyện của Long và Linh xảy ra. Thật lòng mà nói, khoảng thời gian ở nhà của bố mẹ, tôi cũng đã thông được đầu óc không ít. Có nhiều chuyện khi ấy, tôi bị nỗi đau và sự uất hận làm lu mờ lý trí. Những tấm ảnh Linh gửi tôi xem, Long đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê và quần áo chỉnh tề. Có ai đi ngoại tình mà không hề tỏ vẻ yêu thích gì con bổ nhí mà còn kháng cự, để con tiểu tam tự biên tự diễn không cơ chứ? Sau đó lại ít hôm nữa, tôi nhận được cuộc gọi từ Hằng. Ơi Hằng, chị nghe em. Ôi chị ơi, em báo với chị một tin nhá. Con Linh ý bị mấy bà vợ của đám đại gia mà nó cặp bồ đánh ghen hội đồng chị ạ. À, mấy bà cao tay lắm, thuê người đến đánh nó xong ấy rồi chỉ tới vả cho mấy cái tát thôi. Vụ to lắm chị ạ. À, lên cả tivi cơ mà. Em nhờ nhân viên ở Sapa hóng thử, còn khốn nó trốn về quê rồi chị ạ. À, khớm, mới bén duyên làm phò chưa bao lâu đã phải bỏ nghề rồi. Hằng vừa nói vừa cười, giọng hả hê lắm. Thế à em? À còn nữa chị ơi, chồng em có bảo em là anh Long ấy tìm chị sốt vó lên đấy. Ảnh đi khắp cái thành phố này rồi. Con lần là chồng em để xin lại số điện thoại của em vì em block ổng rồi. Nhưng mà chồng em nói không can dự gì đến chuyện này. Mà bữa giờ em cứ thấy chục cái số lạ gọi đến này. Chắc là anh Long đấy chị ạ. Mà chị ở quê thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu gì không chị? Nghe đến Long, tim tôi hẫng đi một nhịp. Chị bình thường em ơi, mới gần 2 tháng chị cũng không ngén gì mấy. Vâng vâng, hôm nào rảnh em bắt taxi xuống chơi với chị nhá. Chị nghỉ ngơi nhiều vào nhá chị. Quay trở lại thực tại, tuy rằng chuyện đã giải quyết xong xuôi, nhưng tôi vẫn chưa muốn quay lại với Long và về thành phố. Hôm qua, khóc xong một trận, xả hết uất ức ra khỏi người, tôi đã không bận lòng gì chuyện đó nữa. Nhưng mà có lẽ vì đã lâu không thân mật, khi ở bên cạnh nhau, tôi cảm thấy không thoải mái. Ngày nào tôi cũng nói với Long nên về thành phố lo công việc, nhưng anh đều không đồng ý. Đã thế, bố mẹ tôi cũng nói đỡ cho anh. Để Long ở đây chăm sóc con có sao đâu, mà cứ hối nó lên thành phố hoài vậy. Thời đại nào rồi mà phải đến nơi mới làm việc được. Giờ người ta làm on ầm ầm. Bố à, mẹ à, con biết chứ, nhưng mà con không muốn anh ta ở đây. Tâm trí tôi gào thét vì chẳng thể nói thành lời. Kể từ tối hôm tôi xả hết nỗi lòng mình ra, tôi vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt với Long. Thậm chí tôi càng không muốn có nhiều đụng chạm thân mật với anh một tí nào. Tôi cứ nghĩ rằng đợi đến lúc cái thai được ổn định, tôi sẽ làm giấy tờ
ly hôn với anh. Đúng là giữa tôi và Long có rất nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, tôi vẫn không biết phải đối mặt với khúc mắc hiện tại ra sao. Long không hề có lỗi trong chuyện này. Tôi biết chứ. Nhưng tôi không thể nào dặn lòng xem như chuyện không có gì xảy ra được. Có lẽ ly hôn là quyết định sáng suốt nhất đối với hoàn cảnh hiện tại. Tôi vẫn yêu anh, nhưng tôi sẽ lựa chọn yêu anh theo một cách khác. Và lại, hiện tại tôi đã có bé con. Trong tương lai, anh và tôi vẫn sẽ cùng nhau nuôi nấng con trưởng thành. Lòng tôi dường như đã quyết, chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại thêm một khoảng thời gian nữa thôi là ổn. Tối đó, bố mẹ tôi có việc ra ngoài từ chiều, cả căn nhà rộng lớn, chỉ có mình tôi và Long. Tôi như thường lệ, nằm trên ghế mây ở ngoài vườn thư giãn, tới khi mặt trời tắt bóng mới vào nhà. Dạo này cái thai bắt đầu phát triển, tôi nghén quá trời là nghén, cả người lúc nào cũng cảm thấy rất là khó chịu. Dưới bóng mát của sân vườn, ba mẹ tôi chồng, tôi lim dim chìm vào, nửa tỉnh, nửa mơ. Long nhẹ nhàng lại gần, cúi người vén những lọn tóc mai của tôi, động tác anh quá đỗi nhẹ nhàng. Tim tôi rung lên theo từng động tác của anh. Vợ à, Long gọi tôi, anh biết em vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện xấu xí kia. Anh cũng không vui vẻ gì cho cam em à. Em biết không, lúc ấy Linh cũng gọi điện để tống tiền anh. Khi anh nhận những bức ảnh đó, anh đã nghĩ ngay đến chuyện nếu như mà em thấy chúng thì sao. Anh sợ lắm, lần đầu tiên anh sợ như vậy đó. Mì à. Em biết không, chính anh đã tìm cách để ngăn chặn chuyện đó xảy ra. Nhưng mà không ngờ cuối cùng em cũng đã biết. Sau khi em và Hằng đến nhà Linh giải quyết, anh cũng nhờ bạn bè đến chặn nhà cô ta, mở đường cho mấy bà vợ của mấy ông mà ả qua lại cho một bài học. Anh cũng tìm cách thuê thêm đội ngũ viết báo và cho lên tivi nữa. Nhưng mà anh làm hết tất cả những chuyện đó cũng chẳng có ích gì. Dù sao thì vợ của anh cũng đã vì anh mà tổn thương rồi. Tôi giả vờ nhắm mắt, nhưng không kìm được nước mắt rơi. Long dùng tay nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má tôi. Anh xin lỗi em vợ à, nếu như bây giờ em có muốn ly hôn ý, anh cũng chịu nữa. Long dịu dàng ôm tôi vào lòng. Lâu lắm rồi tôi mới được anh ôm như thế này. Cái ôm đầy sự yêu thương bao bọc. Tôi nhớ anh da diết và tôi không hề muốn chia tay anh một tí nào. Và tôi chợt nhận ra sự ẩm ướt đến từ vai áo mình. Chính Long cũng đang rơi nước mắt. Tôi không hề muốn người chồng mạnh mẽ của tôi phải rơi lệ. Chiều hôm ấy, vợ chồng tôi ôm nhau khóc như hai đứa trẻ. Sau đó, khúc mắc giữa chúng tôi như đã được tháo gỡ. Tôi không còn cảm thấy ngượng hay khó chịu khi được ở gần anh. Tôi đã có thể nũng nịu là chính tôi khi được ở chung với Long. Cuộc sống của chúng tôi đã chính thức trở về với quỹ đạo cũ. Và tuyệt vời hơn là giờ đây chúng tôi còn sắp chào đón đứa con đầu lòng sắp ra đời. Chuyện của Linh dường như là một nốt trầm, một thử thách trong cuộc đời mà tôi cần phải vượt qua. Sau lần này, tôi cũng cảnh giác hơn đối với người lạ, đặc biệt là sau khi gia đình nhỏ của tôi đã có thành viên mới. Tôi không còn nhẹ dạ cả tin một lần nào nữa. Tôi cảm thấy biết ơn Long vì đã ở bên cạnh tôi và cả Hằng nữa. Nếu không có Hằng, chắc chắn tôi đã không mạnh mẽ được đến thời điểm này. Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh dành cho chị em phụ nữ, đừng nên lơ là. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đã khép lại rồi. Cuộc hôn nhân của My đã vượt qua được cơn sóng gió. Trong cuộc sống của chúng ta, những sóng gió trong cuộc sống vợ chồng đem tới bất hạnh đau khổ có thể bất ngờ làm cho ta quỵ ngã.
Nó như những thử thách luôn chờ sẵn trên hành trình cuộc đời mà khi vượt qua được, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Nhưng không ai mong muốn phải trải qua sóng gió vì người thứ ba. Bởi như một mũi dao, nó luôn găm vào tim những cơn đau nhức nhối suốt cuộc đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.